Để học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tiêm vaccine cho hơn 642.000 học sinh từ 12 đến 18 tuổi với nguồn vaccine phù hợp. Việc tiêm vaccine cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ 2. Số lượng đề xuất tiêm vaccine là hơn 642.000 học sinh. Sở cũng cho rằng việc tiêm sớm vaccine nhằm đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng mục đích, yêu cầu và nội dung chương trình năm học, đặc biệt đối với học sinh khó khăn về cơ sở vật chất hoặc không có người thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến. Đồng thời, việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi cũng đảm bảo cho học sinh thành phố được an toàn, an tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giữ vững chất lượng giáo dục trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.